Chào mừng quý vị đã yêu mến mà đến với chương trình nói chuyện về bộ môn nghệ thuật cải lương trên kênh Linh Huyền Media. Kính thưa quý vị, mỗi người sinh ra và lớn lên đều có một ước mơ và cố gắng thực hiện cái mơ ước của mình trở thành hiện thực. Thì trước khi nói chuyện về một cái ước mơ của Linh Huyền, thì Linh Huyền xin phép quý vị cho Linh Huyền được cắt ngang cái lý lịch để giới thiệu sơ qua. Thì thực ra Linh Huyền là một đứa bé sinh ra với một thiên bẩm là thích hát. Mà không biết hát có hay không, nhưng mà từ năm 6-7 tuổi là Linh Huyền nhớ là mình đã biết hát để mà đổi lấy mấy viên kẹo của mấy cô mấy chú hàng xóm. Sau đó thì là năm 11 tuổi, Huyền nhớ lúc đó là mùa hè năm 1981, Linh Huyền bắt đầu được đi học ca cải lương với thầy Úc Trong. Thì cũng song song vào năm đó thì Linh Huyền cũng được trường gửi đi thi tiếng hát thiếu nhi của toàn thành phố. Thì lúc đó Linh Huyền cũng đậu được giải nhất, hát cái bài Bụi Phấn. Trưởng ban giám khảo lúc đó Linh Huyền nhớ là thầy Trương Bỉnh Tổng. Thì mỗi một năm như vậy á, Linh Huyền chỉ được đi học thầy Úc Trong có 3 tháng hè thôi. Còn phần còn lại là phải đi học bên phổ thông. Thế thì đến năm 18 tuổi cũng là cái năm mà từ giã cái mái trường phổ thông và thi đại học. Thì Linh Huyền thi vào trường sư phạm kỹ thuật. Các bạn thì đi học để luyện thi đại học, nhưng riêng Linh Huyền thì lại lao vào những cuộc thi. Thì lúc đó Linh Huyền nhớ là có đi thi liên hoan tiếng hát ru toàn thành phố, cũng được giải A. Rồi tiếp tục nữa là thi liên hoan giọng ca cải lương, cũng được huy chương bạc. Rồi không biết có may mắn hay không, cũng được vô học. Cái lúc mà được thi xong được cái giải A ở bên liên hoan tiếng hát ru á, thì cũng được cái trường nghệ thuật sân khấu 2 lúc đó mời và đặt cách cho Linh Huyền được học năm thứ 3. Nói chung là song song tồn tại rất nhiều môn học mà Linh Huyền cũng đạt được những cái thành quả nhất định. Thì Linh Huyền còn nhớ là vào năm đầu của cái sư phạm kỹ thuật á, cái môn nữ công gia chánh, thì cứ xin thầy cô chủ nhiệm thì cứ đi hát suốt. Tại vì khi mà mình đạt được cái giải cao của cuộc thi á, thì những người bầu show người ta có cái lời mời để mình đi hát suốt. Thế là cuộc đời bước qua ngõ rẽ. Thì Linh Huyền trong cái thời gian mà học trường nghệ thuật sân khấu á, thì cũng có được đi tham gia vào những cái đoàn cải lương. Ví dụ như là cái đoàn đầu tiên mà Linh Huyền được tiếp xúc đó là đoàn tuổi trẻ Sở Thương nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Kế tiếp là đoàn Minh Tơ. Rồi sau đó, sau khi mà tốt nghiệp cái trường sân khấu 2 á, năm 90 là được mời về đoàn Đồng Tháp. Thì suốt những cái thời gian như vậy thì Linh Huyền cũng đạt được những cái giải thưởng. Ví dụ như là liên hoan sân khấu mùa thu, liên hoan sân khấu đồng bằng sông Cửu Long thì cũng được giải A huy chương vàng. Tiếp theo đó là đến năm 1995 á, thì được đi dự thi liên hoan sân khấu toàn quốc. Thì năm đó Linh Huyền được huy chương bạc. Rồi đến sau đó thì Linh Huyền được cộng tác với Trần Hữu Trang, rồi đi tham gia biểu diễn trên các sân khấu hài với nghệ sĩ Duy Phương, nghệ sĩ Vũ Đức, nghệ sĩ Minh Phượng, Minh Ngọc, rồi Anh Vũ. Rồi cho đến khi là một ngày Linh Huyền gặp được một cái người bạn nước ngoài, thì nhìn thấy được những cái ước mơ và tâm huyết của Linh Huyền, thì ông xã ngày nay có đầu tư để mà cho Linh Huyền được làm cái công ty Mekong Artist. Thì qua cái công ty Mekong Artist đó, Linh Huyền cũng thực hiện được nhiều những cái ước mơ nho nhỏ của mình
là làm nghệ thuật. Thì cho đến một ngày, năm đó Linh Huyền nhớ là năm 2005, thì một cái duyên tình cờ được đi hát và gặp cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thì anh có phát hiện ra cái chất giọng của Linh Huyền, và Linh Huyền được may mắn thu cùng với anh 4 cái trích đoạn kinh điển trong cái DVD Năm Tháng Không Phai. Và năm đó Linh Huyền cũng rất may mắn là được thầy Viễn Châu, sau một chuỗi thời gian dài theo dõi Linh Huyền hát những cái bài của thầy, và cái tâm huyết của Linh Huyền cứ mon men xin thầy dạy cho cách viết. Thì đến năm 2005, chắc là năm đó do Linh Huyền may mắn cho nên đã được thầy gọi và làm một cái buổi lễ cúng bái lên tới các bậc tiền nhân, là xin phép cho thầy Diễn Châu được nhận Linh Huyền làm đệ tử và dạy cho Linh Huyền viết. Thì Linh Huyền cũng dành nhiều thời gian được tiếp xúc với những bậc trí thức như vậy, thì học hỏi rất là nhiều. Thì bên cạnh học hỏi với thầy Viễn Châu, thì Linh Huyền cũng được đi hát cùng với nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang trong những cái buổi mà diễn thuyết của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Thì Linh Huyền cảm thấy là bộ môn nghệ thuật cải lương vô cùng bác học, vô cùng gọi là thúc đẩy cái động lực ở trong mỗi con người để mình có được một cái nội lực rất là mãnh liệt. Thì bên cạnh được trò chuyện với những nhân chứng sống đó, thì Linh Huyền cũng không thể nào quên những cái bài học mà thầy Úc Trong đã từng dạy dỗ, rồi những cái quyển sách mà Linh Huyền cũng rất thích nghiên cứu và tìm hiểu. Thì Linh Huyền được đọc nhiều quyển sách. Khi mình đọc sách, tức là mình được trò chuyện. Thì mỗi ngày như vậy, ngoài những nhân chứng sống của bộ môn nghệ thuật cải lương, thì Linh Huyền còn trò chuyện với những tiền nhân đã quá cố. Ví dụ như là Nguyễn Phụng, là giám đốc của Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Rồi nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, là giám đốc trường âm nhạc của Huế. Rồi sách của Linh Huyền đọc say mê, đọc ngấu nghiến, chỉ đúc kết lại những cái tâm huyết của người xưa. Thì từ cái khi mà cải lương ra đời cho đến nay, thì ít nhất Linh Huyền biết được như vậy là ba điều ước của ba bậc liên tiếp nhau. Ví dụ như thế hệ đầu tiên, thì Linh Huyền được nghe cái lời ao ước cũng như cái khao khát của giáo sư nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba là nguyện nối lại cung đàn muôn thuở, nắng ngàn sao rung chuyển đến. Nguyện nối lại cung đàn muôn thuở, nắng ngàn xưa rung chuyển tận ngàn sau. Và cái điều ước của thế hệ kế tiếp đó là của thầy Úc Trong của Linh Huyền đó, là thầy ước là thế hệ nghệ sĩ phải ra sức phấn đấu học và phát triển cái âm nhạc cải lương, bởi vì âm nhạc cải lương chính là xương sống của bộ môn nghệ thuật cải lương. Còn bước qua đến thế hệ của Linh Huyền, thì Linh Huyền lại có một cái điều ước là trong tương lai, những nghệ sĩ opera của phương Tây sẽ học tiếng Việt Nam để hát cải lương của Việt Nam. Thì nói như vậy để quý vị nhìn thấy được rằng là mỗi một thế hệ sinh ra và lớn lên, nếu trân quý những cái giá trị nghệ thuật truyền thống mà của cha ông để lại, thì chúng ta phải luôn đoàn kết để mà giữ vững cái ngọn lửa đam mê, để lưu truyền cái nghệ thuật đó
đến với thế hệ sau nữa. Cho nên chính vì vậy cho nên là Linh Huyền cố gắng học tập, phấn đấu không ngừng. Thực ra thì bên cạnh những cái giải thưởng về hát sướng thì Linh Huyền cũng có được cái giải thưởng về văn chương. Ví dụ như là cái vở đầu tiên, đầu tay mà Linh Huyền viết á, mà chính thống á, là cái vở Cải Lương dài 120 phút nói về cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã được đài HTV thành phố quay. Và cái vở thứ hai á, là cái vở Sương Nguyệt Anh, cũng đạt được huy chương vàng của cái liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2008. Và cái vở thứ ba là cái vở Bà Chúa Thơ Nôm, mà hiện nay Linh Huyền đã cho translate into English và subtitle trên cái kênh Linh Huyền Media để cho bạn bè nước ngoài có một cái thông điệp chung, có sự giao thoa để mà tìm hiểu về cái danh nhân văn hóa cũng như nghệ thuật cải lương của Việt Nam. Nói như vậy thì để quý vị cho phép Linh Huyền được chia sẻ với quý vị cái ước mơ của mình là gì. Đó là được xây dựng cái bảo tàng cải lương Nam Bộ. Chính vì nhiều di sản, di vật mà trước khi thầy Út Trong mất thì thầy có cho lại Linh Huyền những cái di vật vô giá đó. Thì trong cái cuộc sống cứ di chuyển từ Ý về Việt Nam rồi Việt Nam qua Ý, thì Linh Huyền chỉ lo sợ một ngày là những cái báu vật của mình sẽ bị thất thoát. Chính vì vậy cho nên mình mới thôi thúc trong lòng, và Linh Huyền đã viết xong cái đề án là xây dựng cái bảo tàng cải lương Nam Bộ. Thì để thực hiện cái đề án đó, Linh Huyền cũng đã dùng cái tài chính của gia đình mình, mà nhờ một cái đội kiến trúc sư người Úc, họ đã cùng Linh Huyền, sát cánh với Linh Huyền đi xuống xem cái quỹ đất và xem cái đề án của Linh Huyền, và đã vẽ xong cái bản vẽ để mà thiết kế cho cái bảo tàng cải lương Nam Bộ theo cái mô hình rồng của thời Lê Sơ. Thì tất cả Linh Huyền đã chuẩn bị xong hết, nhưng mà nó còn nhiều cái yếu tố mà chưa có, đến nay bảo tàng vẫn chưa được ra đời. Thế nên cái ước mơ của Linh Huyền là mong muốn một ngày nào đó được nhìn thấy cái bảo tàng cải lương Nam Bộ sẽ có mặt, cho dù ở bất cứ nơi đâu. Nhưng mà đó là một cái ước mơ và cái mong muốn mà mình đeo đuổi. Thực ra thì đề án thì có khi mình làm, mình thiết kế ở đời này nhưng mà đời mình không làm xong. Cho nên là cuộc sống thì nó vô thường. Linh Huyền cũng rất là ngại là không biết là cái đời mình có xong hay không. Cho nên là cứ mãi đắn đo suy nghĩ và làm nên cái chương trình nói chuyện cải lương với quý vị, để mong muốn là những cái giá trị về cái di sản văn hóa cải lương này, nhờ cái kỹ thuật truyền thông sẽ lưu trữ lại. Thì một ngày nào đó sau Linh Huyền, các em có cùng cái tâm huyết, có chung cái đam mê và có đủ cái lòng tự hào để tiếp tục cùng với Linh Huyền thực hiện cái ước mơ cho nó xong cái đề án bảo tàng cải lương Nam Bộ, thì đó là một cái điều mà Linh Huyền sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, khi mà cho dù mình có còn ở cái cõi này hay không. Thì đây là cái đề án bảo tàng. Như quý vị thấy, đây là cái mô hình, cái kiểu dáng của cái bảo tàng cải lương Nam Bộ. Nhìn thì nó giống như một cái hình rồng uốn khúc.
Thì bên trong lọt thỏm như vậy là cái biểu tượng của cây đờn cầm, cũng còn gọi là cây đờn chìm. Thì cái kiến trúc này được thiết kế bởi bạn kiến trúc sư người Úc tên là John Matthew. Bạn đã cùng với Linh Huyền như vậy là gần một năm để mà tìm hiểu và thiết kế. Thì đây là cái mô hình ở bên trong của bảo tàng. Nó gồm có 10 phòng trưng bày liền kề nhau. Đó, thì nó mô hình, nó, cái mô hình nó diễn giải là từ lúc mà sơ khai của cải lương cho đến khi hình thành cải lương. Thì thực ra nói về cái mô hình này thì Linh Huyền đã được nghệ sĩ Tú Trinh giúp sức là đóng góp cái giọng đọc của mình để mà diễn giải về cái mô hình bảo tàng cải lương mà Linh Huyền cũng có upload ở trên cái trang Linh Huyền Media. Đây là tất cả những cái di vật hiện vật mà Linh Huyền đã thiết kế nên cái mô hình này. Thì thực ra bên trong thì nó còn có những cái mà chúng ta không thể làm ngay bây giờ. Ví dụ như cái trường hợp là Linh Huyền đã 3 năm nay rồi, có mời một cái nhóm nhạc sĩ, tức là composer đó, của Việt Nam mình, giải từ cái âm nhạc ngũ cung họ sửa sang xây cống của cái kho tàng âm nhạc cải lương qua cái son phe của Tây Phương, để mà trong tương lai ví dụ như là khách nước ngoài có thể đọc được cái âm nhạc của chúng ta. Nhiều nghệ nhân của nhiều thế hệ. Đây là thầy Út Trăng. Đây là cái mô hình 3D. Mà cái ý tưởng này nó rất là độc đáo quý vị. Cái miếu thờ những cái vị tiền nhân của cái bộ môn nghệ thuật cải lương nằm trên cái gốc ba cây si còn nhỏ. Thì ấy, trải qua năm tháng cây si lớn tới đâu thì cái đền thờ nó sẽ cao đến đó. Nó giống như một cái trái châu của con rồng. Bởi vì khi mà mình làm cái nơi thờ thì nhang khói mình sẽ thắp mỗi ngày, thì nó giống như biểu tượng của lửa, cái cục của rồng á, phun lửa. Cái mơ ước của Linh Huyền á là trong tương lai nè, những người nghệ sĩ opera của phương Tây nè sẽ qua cái bảo tàng cải lương Nam Bộ tham quan và học tiếng Việt để đọc nhạc Việt mà hát cải lương Việt. Vừa rồi là Linh Huyền cũng đã chia sẻ cái ước mơ còn lại của mình, đó là chờ một ngày bảo tàng cải lương Nam Bộ được xuất hiện. Sở dĩ mà Linh Huyền làm nên cái cuộc trò chuyện với cái chuyên đề là nói chuyện về cải lương là cũng với một cái mục đích là muốn lưu giữ lại những gì mà Linh Huyền đã học, đã trải nghiệm, để làm một cái món quà để gửi lại cho thế hệ sau Linh Huyền, cũng cùng một cái tâm huyết
cùng một cái đam mê, cùng một cái sự tự hào của bộ môn nghệ thuật truyền thống mà mình rất yêu mến. Tập sau, Linh Huyền sẽ cùng trò chuyện với quý vị về nguồn gốc hình thành bộ môn nghệ thuật cải lương như thế nào. Thì trong cái quá trình mà mình trao đổi như thế này á, thì Linh Huyền xin được tiếp nhận tất cả những câu hỏi của quý vị về cái bộ môn nghệ thuật cải lương. Cứ viết lời comment ở trên dưới cái mỗi cái chương trình của chúng ta đó, thì Linh Huyền hứa sẽ trả lời bằng những cái buổi talk show live mà trực tuyến của chúng ta, để mình cùng nhau ôn lại, trò chuyện và tìm hiểu thêm. Cái gì mà Linh Huyền biết thì sẽ chia sẻ cùng quý vị, còn những gì mà Linh Huyền chưa biết, Linh Huyền sẽ học hỏi từ quý vị. Và cũng rất mong là cái chương trình của mình một ngày nó sẽ tiếp nối được cái nhiều hơn nữa những cái tâm hồn mà yêu nghệ thuật dân tộc, yêu quê hương đất nước. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình Nói chuyện về cải lương của Linh Huyền Media.